Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 3 tháng 5 cho biết chính phủ Mỹ trong vài tháng qua thực hiện công việc quy mô lớn nhằm đáp ứng yêu cầu của Ukraine trước chiến dịch phản công theo kế hoạch. Gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la Mỹ, nâng tổng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên hơn 35,7 tỷ đô la Mỹ tính từ khi chiến sự bùng phát tháng 2 năm 2022. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đây là lần thứ 37 Mỹ rút vũ khí và thiết bị từ kho để chuyển cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine có liều nổ chuyên phá hủy chướng ngại vật, rocket phóng từ máy bay HR-70, rocket cho pháo phản lực SIMAS, lựu pháo và đạn 155mm, đạn súng cối các cỡ, tên lửa chống tăng BGM-71 tâu, súng chống tăng S-4 và các Gustav, vũ khí cá nhân và đạn dược. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói gói viện trợ mới sẽ tập trung vào đạn dược và khả năng dọn chướng ngại vật nhằm cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để vượt qua phòng tuyến của Nga. Gói viện trợ được công bố sau khi Ukraine tuyên bố sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng phản công khi có ý muốn của Chúa, thời tiết thuận lợi và các chỉ huy ra quyết định. Phương Tây và Kiev kỳ vọng đợt phản công quy mô lớn sẽ giúp Ukraine giành lại nhiều khu vực mà Nga đang kiểm soát. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc bị dò dỉ gần đây, Ukraine dự kiến huy động ít nhất 12 lữ đoàn cho chiến dịch phản công ở khu vực miền Đông và miền Nam. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ lo ngại kịch bản bị công kích nhiều mặt nếu đợt phản công của Ukraine thất bại hoặc không đạt được kết quả đáng kể. Các báo cáo gần đây đánh giá Ukraine có thể đạt bước tiến ở miền Nam và miền Đông, song không thể lặp lại thành công như đợt phản công bất ngờ hồi tháng 9 năm 2022 ở tỉnh Kharkov. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh họ đang làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo đợt phản công của Ukraine thành công. Theo AFP, CNN, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.